áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đến với sách toán lớp 10, bộ sách cánh diều. Chương 3, hàm số và đổi thị. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời trong hoạt động và bài tập của bài số 2, hàm số bậc 2, đổi thị hàm số bậc 2 và ứng dụng. Đầu tiên là câu hỏi khởi động. Câu hỏi khởi động trang 39, cầu cảng Sydney là một trong những hình ảnh biểu tượng của thành phố Sydney và đất nước Australia. Độ cao y của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney có thể biểu thị theo độ dài x tính từ chân cầu bên trái dọc theo đường nối với chân cầu bên phải như sau: y bằng trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương cộng 118. Chúng ta có thể theo dõi ở hình số 10, đây chính là biểu thị của x và đây là biểu thị của y. Với câu hỏi như sau: hàm số y bằng trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương cộng 118 có gì đặc biệt? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào hoạt động 1 trang 39 tiếp theo đây nhé. 1. Hàm số bậc 2. Hoạt động 1 trang 39. Cho hàm số y bằng trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương cộng 118. A nhỏ, viết công thức xác định hàm số trên về dạng đa thức theo lũy thừa với số mũ giảm dần của x. B nhỏ, bậc của đa thức trên bằng bao nhiêu? C nhỏ, xác định hệ số của x bình phương, hệ số của x và hệ số tự do. Với 3 câu hỏi của hoạt động 1, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. Ta có y bằng trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương cộng 118 bằng cách khai triển theo hàng đẳng thức a trừ b tất cả bình phương bằng a bình phương trừ 2ab cộng b bình phương và nhân với hệ tử ở phía bên ngoài ngoặc, chúng ta sẽ dẫn tới y có dạng như sau: y bằng trừ 0,00188 x bình phương cộng 0,94564 x trừ 0,91423. Như vậy, công thức hàm số được viết về dạng đa thức theo lũy thừa giảm dần của x chính là y bằng trừ 0,00188 x bình phương cộng 0,94564 x trừ 0,91423. Ta biết rằng bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức. Do đó, đa thức trừ 0,00188 x bình phương cộng 0,94564 x trừ 0,91423 có bậc là 2. Trong đa thức trên thì hệ số của x bình phương là âm 0,00188. Hệ số của x là 0,94564 và hệ số tự do chính là âm 0,91423. Luyện tập 1 trang 39. Cho hai ví dụ về hàm số bậc 2. Ta biết rằng hàm số bậc 2 là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng y bằng ax bình phương cộng bx cộng c. Trong đó a, b, c là những hằng số và a khác không. Ta có thể lấy rất nhiều ví dụ về hàm số bậc 2. Chẳng hạn như hàm số y bằng 10x bình phương cộng 3x trừ 7 là một hàm số bậc 2 với a bằng 10, b bằng 3 và c bằng trừ 7. Hoặc hàm số y bằng trừ 15x bình phương cộng 5 cũng là một hàm số bậc 2 với hệ số a bằng trừ 15, hệ số b bằng 0 và hệ số c bằng 5. 2. Đồ thị hàm số bậc 2. Hoạt động 2 trang 39. Cho hàm số y bằng x bình phương cộng 2x trừ 3. Tìm giá trị y tương ứng với các giá trị của x trong bảng sau đây. B nhỏ, vẽ các điểm A có tọa độ trừ 3, 0, B có tọa độ trừ 2, trừ 3,
C có tọa độ -1, -4, D có tọa độ 0, -3 và E có tọa độ 1, 0 của đồ thị hàm số y bằng x bình phương cộng 2x - 3 trong mặt phẳng tọa độ OXY. C nhỏ, vẽ đường cong đi qua 5 điểm A, B, C, D, E. Đường cong đó là đường parabol và cũng chính là đồ thị hàm số y bằng x bình phương cộng 2x - 3. D nhỏ, cho biết tọa độ của điểm thấp nhất và phương trình trục đối xứng của parabol đó. Đồ thị hàm số đó quay bể lõm lên trên hay xuống dưới. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi như sau. Ta có hàm số y bằng x bình phương cộng 2x - 3 để đi tìm các giá trị y tương ứng với các giá trị x bằng -3, x bằng -2, x bằng -1, x bằng 0, x bằng 1 thì chúng ta thay các giá trị của x vào hàm số y bằng x bình phương cộng 2x - 3. Cụ thể như sau, với x bằng -3 thì y sẽ bằng -3 tất cả bình phương cộng 2 nhân với -3, -3 bằng 0. Tương tự như vậy, với x bằng -2 ta tính được y bằng -3. Với x bằng -1 ta tính được y bằng -4. Với x bằng 0 ta tính được y bằng -3 và với x bằng 1 ta tính được y bằng 0. Do đó ta đã hoàn thành được bảng như trên màn hình các em đã nhìn thấy. Tương ứng với mỗi giá trị của x, ta được một giá trị của y ở hàng dưới. Sau đó ta sẽ vẽ các điểm này lên mặt phẳng tọa độ như sau. Trên mặt phẳng tọa độ OXY, ta xác định được điểm A có tọa độ -3, 0, điểm B có tọa độ -2, -3, điểm C có tọa độ -1, -4, điểm D có tọa độ -0, -3 và điểm E có tọa độ -1, 0. Các điểm này được biểu diễn bằng các dấu chấm tròn trên mặt phẳng tọa độ OXY. Sau đó ta sẽ vẽ đường cong đi qua các điểm. Ta được hình dạng của đồ thị hàm số là một hình parabol hướng bể lõm lên phía trên và có tọa độ điểm thấp nhất chính là điểm C có tọa độ -1, -4. Trục đối xứng là đường thẳng x bằng -1. Đi qua các điểm A, B, C, D và E. Tiếp theo, hoạt động 3, trang 40. Hàm số y bằng -x bình phương cộng 2x cộng 3 với 3 câu hỏi như sau. A nhỏ, tìm tọa độ 5 điểm thuộc đồ thị hàm số trên có hoành độ lần lượt là -1, 0, 1, 2, 3. Rồi vẽ chúng trong mặt phẳng tọa độ OXY. B nhỏ, vẽ đường cong đi qua 5 điểm trên. Đường cong đó cũng là một đường parabol và là đồ thị của hàm số y bằng -x bình phương cộng 2x cộng 3. C nhỏ, cho biết tọa độ của điểm cao nhất và phương trình trục đối xứng của parabol đó. Đồ thị hàm số đó đã quay bể lõm lên trên hay xuống dưới. Cô sẽ hướng dẫn các em làm như sau. Ta có hàm số y bằng -x bình cộng 2x cộng 3. Để tìm các tung độ của các điểm có hoành độ x bằng -1, x bằng 0, x bằng 1, x bằng 2, x bằng 3, ta lần lượt thay các giá trị của x vào hàm số y bằng -x bình phương cộng 2x cộng 3. Cụ thể như sau, với x bằng -1 thì ta tính được y bằng 0. Với x bằng 0, ta tính được y bằng 3. Với x bằng 1, ta tính được y bằng 4. Với x bằng 2, ta tính được y bằng 3 và với x bằng 3, ta tính được y bằng 0. Như vậy, ta đã xác định được tọa độ các điểm cần tìm. Điểm thứ nhất có tọa độ -1, 0, điểm thứ hai có tọa độ 0, 3, điểm thứ ba có tọa độ 1, 4, điểm thứ tư có tọa độ 2, 3 và điểm thứ năm có tọa độ 3, 0. Ta sẽ xác định được các điểm này trên mặt phẳng tọa độ như sau. Các em nhìn thấy trên màn hình là mặt phẳng tọa độ OXY với các điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ -1, 0. Điểm thứ hai có tọa độ 0, 3. Điểm thứ ba có tọa độ 1, 4. Điểm thứ tư có tọa độ 2, 3. Và điểm thứ năm có tọa độ 3, 0. Các điểm này được đánh dấu bằng dấu chấm tròn trên mặt phẳng tọa độ OXY. Sau đó ta sẽ vẽ đường cong đi qua 5 điểm. Thì ta nhận được đồ thị của hàm số chính là một đường parabol với
tọa độ điểm cao nhất chính là điểm Y có tọa độ 1,4. Phương trình của trục đối xứng của parabol chính là đường thẳng x bằng 1. Đồ thị hàm số quay bề lõm xuống dưới. Tiếp theo, luyện tập 2 trang 41. Vẽ đồ thị mỗi hàm bậc 2 sau đây. A nhỏ, y bằng x bình phương trừ 4x trừ 3. B nhỏ, y bằng x bình phương cộng 2x cộng 1. C nhỏ, y bằng trừ x bình phương trừ 2. Các em biết, để vẽ đồ thị của hàm số, chúng ta phải tiến hành theo các bước như sau. Bước thứ nhất là ta phải xác định được tọa độ của đỉnh parabol. Đỉnh này sẽ có tọa độ là trừ b trên 2a và trừ delta trên 4a. Bước thứ hai, ta vẽ trục đối xứng là đường thẳng x bằng trừ b trên 2a. Bước thứ ba, ta sẽ xác định một số điểm đặc biệt nằm trên parabol, chẳng hạn như nao với trục tung, với trục hoành nếu có, hoặc là điểm có tọa độ 0c và điểm đối xứng với nó qua trục đối xứng. Bước 4, ta sẽ vẽ đường parabol đi qua các điểm vừa xác định. Lưu ý rằng, nếu hệ số A lớn hơn 0 thì parabol sẽ quay bể lõm lên trên, còn nếu hệ số A nhỏ hơn 0 thì parabol sẽ quay bể lõm xuống dưới. Cụ thể, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ đồ thị ở các hàm số sau đây. Với y bằng x bình phương trừ 4x trừ 3, ta xác định được hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 4, hệ số C bằng trừ 3. Với delta được tính bằng công thức B bình phương trừ 4AC, ta tính được delta bằng 28. Như vậy, tọa độ của đỉnh Y sẽ là 2 trừ 3, trục đối xứng là đường thẳng x bằng 2. Giao điểm của parabol với trục tung là điểm A có tọa độ 0 trừ 3. Giao điểm của parabol với trục hoành là 2 điểm, điểm B có tọa độ 2 trừ căn 7, 0, và điểm C có tọa độ 2 cộng căn 7, 0. Điểm đối xứng với điểm A có tọa độ 0 trừ 3 qua trục đối xứng x bằng 2 chính là điểm D có tọa độ 4 trừ 3. Ta thấy A lớn hơn 0 nên parabol sẽ quay bể lõm hướng lên trên. Sau đây ta sẽ vẽ parabol đi qua các điểm vừa xác định ở trên. Ta sẽ nhận được đồ thị của hàm số y bằng x bình phương trừ 4x trừ 3 sau đây. Các em nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh của đồ thị hàm số y bằng x bình phương trừ 4x trừ 3. Đây chính là đỉnh của parabol, đỉnh Y. Trục đối xứng chính là đường thẳng màu xanh được mô tả. Đây chính là đường thẳng x bằng 2. Ta thấy parabol đi qua các điểm A, B, C, D. Mời các em theo dõi hình ảnh của đồ thị hàm số trên màn hình. Tiếp theo, với hàm số y bằng x bình phương cộng 2x cộng 1, ta có hệ số A bằng 1, B bằng 2, C bằng 1, tương ứng ta tính được delta bằng 0. Vậy khi đó tọa độ đỉnh Y sẽ là trừ 1, 0. Trục đối xứng là đường thẳng x bằng trừ 1. Giao điểm của parabol với trục tung là điểm A có tọa độ 0, 1. Ta thấy giao điểm của parabol với trục hoành chính là đỉnh Y. Điểm đối xứng với điểm A có tọa độ 0, 1 qua trục đối xứng x bằng trừ 1 chính là điểm B có tọa độ trừ 2, 0. Chúng ta có thể xác định thêm một hai điểm thuộc đồ thị để việc vẽ parabol được chính xác hơn. Ví dụ như ta lấy điểm C có tọa độ 1, 4 thuộc đồ thị hàm số, thì điểm đối xứng của C qua trục đối xứng x bằng trừ 1 sẽ là điểm D có tọa độ trừ 3, 4. Ta nhận thấy do hệ số A lớn hơn 0 nên parabol sẽ quay bể lõm hướng lên trên. Sau đây ta sẽ vẽ parabol đi qua các điểm vừa được xác định ở trên. Ta nhận thấy được đồ thị của hàm số y bằng x bình phương cộng 2x cộng 1 như hình mà các em đang theo dõi với đỉnh Y đây ạ, và đường màu xanh chính là trục đối xứng x bằng trừ 1. Đồ thị hàm số đi qua các điểm A, B, C, D. Xin mời các em cùng theo dõi về hình vẽ parabol của đồ thị hàm số y bằng x bình phương cộng 2x cộng 1 trên màn hình. Tiếp theo, C nhỏ hàm số y bằng trừ x bình phương trừ 2. Ta có hệ số A bằng trừ 1, B bằng 0, C bằng trừ 2,
Như vậy delta ta tính được bằng trừ 8. Và độ của đỉnh Y sẽ là 0 trừ 2. Trục đối xứng là đường thẳng x bằng 0. Ta thấy đây chính là trục tung. Giao điểm của parabol với trục tung chính là đỉnh của parabol. Parabol không có giao điểm với trục hoành. Ta xác định thêm một số điểm để việc vẽ parabol được chính xác hơn. Chẳng hạn như khi x bằng 1 thì y sẽ bằng trừ 3. Ta xác định được điểm thuộc đồ thị là điểm A có tọa độ 1 trừ 3. Khi đó điểm đối xứng với A qua trục tung chính là điểm B có tọa độ trừ 1 trừ 3. Khi tôi cho x bằng 2, ta tính được y bằng trừ 6, nên đồ thị hàm số sẽ đi qua điểm F có tọa độ 2 trừ 6. Và điểm đối xứng với F qua trục tung chính là điểm G có tọa độ trừ 2 trừ 6. Với hệ số A nhỏ hơn 0 thì parabol sẽ hướng bề lõm xuống dưới. Và sau đây chính là hình ảnh của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình phương trừ 2 với tọa độ của đỉnh chính là đỉnh y ở đây ạ. Và trục đối xứng chính là trục tung. Đồ thị này đi qua các điểm A, B, F, G. Xin mời các em cùng theo dõi hình ảnh về đồ thị của hàm số y bằng trừ x bình phương trừ 2 trên màn hình. Hoạt động 4, trang 41. A nhỏ, quan sát đồ thị hàm số y bằng x bình phương cộng 2x trừ 3 trong hình 11. Xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số và lập bảng biến thiên của hàm số đó. B nhỏ, quan sát đồ thị của hàm số y bằng trừ x bình phương cộng 2x cộng 3 trong hình 12. Hãy xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số và lập bảng biến thiên của hàm số đó. Ta theo dõi vào hình số 11, ta thấy đồ thị của hàm số y bằng x bình phương cộng 2x trừ 3 hướng bề lõm lên trên, có đỉnh là đỉnh C, có trục đối xứng chính là đường thẳng x bằng trừ 1. Tiếp theo ở hình số 12, chúng ta thấy parabol hướng bề lõm xuống dưới, có đỉnh tọa độ là 1, 4 và nhận x bằng 1 là trục đối xứng. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. Sau khi quan sát hình 11 thì ta thấy đồ thị của hàm số y bằng x bình phương cộng 2x trừ 3 đi xuống trong khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1, nên hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1. Đồ thị hàm số trên đi lên trong khoảng từ trừ 1 đến dương vô cực, nên hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ 1 đến dương vô cực. Và ta có hình ảnh của bảng biến thiên với hàng thứ nhất là ghi các giá trị của x từ trừ vô cùng, trừ 1 là dương vô cực. Tiếp theo hàng thứ hai là biểu thị của đồ thị hàm số y. Nhìn vào bảng biến thiên chúng ta thấy được tọa độ đỉnh chính là trừ 1, trừ 4. Với khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1 thì hàm số nghịch biến được biểu thị bằng mũi tên đi xuống từ trái sang phải. Và từ trừ 1 đến dương vô cực, hàm số đồng biến được biểu thị bằng mũi tên màu xanh đi lên từ trái sang phải. Tiếp theo, quan sát hình 12, ta thấy đồ thị hàm số y bằng trừ x bình phương cộng 2x cộng 3 đi lên trong khoảng từ trừ vô cực đến 1, nên hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cực đến 1. Đồ thị hàm số trên đi xuống trong khoảng từ 1 đến dương vô cực, nên hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cực. Ở bảng biến thiên, ta nhìn thấy đỉnh của parabol có tọa độ 1, 4. Từ trừ vô cực đến 1 thì hàm số đồng biến được biểu thị bằng mũi tên màu xanh đi lên từ trái sang phải. Và từ 1 đến dương vô cực thì hàm số nghịch biến được biểu thị bằng mũi tên màu xanh đi xuống từ trái sang phải. Luyện tập 3, trang 42. Lập bảng biến thiên của mỗi hàm số sau. A nhỏ, y bằng x bình phương trừ 3x cộng 4. B nhỏ, y bằng trừ 2x bình phương cộng 5. Để lập được bảng biến thiên thì chúng ta cần phải xác định một số yếu tố như là xác định đỉnh của parabol, rồi xác định khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến. Ta chú ý rằng nếu như hệ số A lớn hơn 0
thì hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng từ âm vô cực đến âm b trên 2a và đồng biến trên khoảng từ âm b trên 2a đến dương vô cực. Còn nếu như hệ số a nhỏ hơn 0 thì hàm số sẽ đồng biến trên khoảng từ âm vô cực đến âm b trên 2a và nghịch biến trên khoảng từ âm b trên 2a đến dương vô cực. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em lập bảng biến thiên như sau. Ý thứ nhất, y bằng x bình phương trừ 3x cộng 4. Ta thấy a bằng 1 lớn hơn 0, b bằng trừ 3, c bằng 4. Delta được tính bằng công thức b bình phương trừ 4ac. Ta tính được delta bằng trừ 7. Trừ b trên 2a chính là bằng 3 phần 2. Và trừ delta trên 4a chính bằng 7 phần 4. Như vậy ta thấy đỉnh của parabol có tọa độ 3 phần 2, 7 phần 4. Do hệ số a lớn hơn 0 nên hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cực đến 3 phần 2 và đồng biến trên khoảng từ 3 phần 2 đến dương vô cực. Đây chính là hình ảnh của bảng biến thiên ở đĩa A. Các em theo dõi, trên bảng biến thiên này thể hiện đỉnh của parabol và hai khoảng đồng biến nghịch biến. Ý B, y bằng trừ 2x bình phương cộng 5. Ta có hệ số a bằng trừ 2 nhỏ hơn 0, b bằng 0, c bằng 5. Ta tính được delta bằng 40, trừ b trên 2a bằng 0 và trừ delta trên 4a bằng 5. Như vậy, ta tính được đỉnh của parabol có tọa độ 0, 5. Và đồ thị hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cực đến 0, nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cực. Và trên màn hình là hình ảnh về bảng biến thiên của hàm số. Ở trên bảng này ta thấy thể hiện được đỉnh của parabol và các khoảng đồng biến, nghịch biến. 3. Ứng dụng. Luyện tập 4 trang 43. Trong bài toán ở phần mở đầu, độ cao y của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu mét? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Với bài tập này chúng ta có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đánh giá. Và cách thứ hai chúng ta sẽ sử dụng bằng đồ thị của hàm số. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em từng cách một. Ở cách thứ nhất, ta có y bằng trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương cộng 118. Ta nhận thấy là biểu thức x trừ 251,5 tất cả bình phương luôn không âm với một x. Do đó, khi nó nhân với một số âm là trừ 0,00188 thì biểu thức trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0 với một x. Từ đó dẫn tới là trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình cộng 118 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 118 với một x. Mà vế trái của bất phương trình này lại chính là hàm số y, nên dẫn tới y nhỏ hơn hoặc bằng 118 với một x. Do đó ta thấy giá trị lớn nhất của y đạt được là 118 khi x trừ 251,5 bằng 0 tương ứng với x bằng 251,5. Như vậy, độ cao lớn nhất cần tìm chính là 118m. Sau đây cô giới thiệu với các em cách 2 bằng cách sử dụng đồ thị của hàm số. Ta có y bằng trừ 0,00188 nhân với x trừ 251,5 tất cả bình phương cộng 118. Ta sẽ khai triển hàm số y này về dạng hàm số bậc 2 như sau. Y bằng trừ 0,00188 x bình cộng 0,94564x trừ 0,91423. Ta thấy hệ số A là một số âm, cho nên đồ thị hàm số trên sẽ hướng bể lõm xuống dưới, hay đỉnh của đồ thị chính là điểm cao nhất. Vậy giá trị lớn nhất cần tìm chính là tung độ của đỉnh. Ta có B chính là bằng trừ 0,94564 và C bằng âm 0,91423. Ta tính được delta bằng công thức B bình phương trừ 4AC. Tương ứng ta suy ra
delta bằng 0,88736. Vậy, tung độ của đỉnh chính là trừ delta trên 4A, ta tính được bằng 118. Như vậy, độ cao lớn nhất cần tìm chính là 118m. Các em có thể tham khảo theo cách 1 hoặc cách 2 tùy ý. Chúng ta sang phần C, phần bài tập. Với bài 1, trang 43 như sau. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số bậc 2? Với những hàm số bậc 2 thì hãy xác định A, B, C lần lượt là hệ số của x bình phương, hệ số của x và hệ số tự do. A nhỏ y bằng trừ 3x bình phương, B nhỏ y bằng 2x nhân với x bình phương trừ 6x cộng 1 và C nhỏ y bằng 4x nhân với 2x trừ 5. Với bài tập số 1, cô sẽ hướng dẫn các em trình bày như sau. Ở ý A, y bằng trừ 3x bình phương, đây là một hàm số bậc 2. Với hệ số A bằng trừ 3 khác 0, hệ số B bằng 0 và hệ số C bằng 0. Ý B, y bằng 2x nhân với x bình phương trừ 6x cộng 1, ta có thể nhân 2x với từng số hạng ở trong ngoặc thì ta được kết quả y bằng 2x mũ 3 trừ 12x bình cộng 2x. Ta nhận thấy đây không phải là hàm số bậc 2. Ý C, y bằng 4x nhân với 2x trừ 5, ta đưa được y về dạng 8x bình phương trừ 20x. Ta thấy đây là một hàm số bậc 2 với hệ số A bằng 8 khác 0, hệ số B bằng trừ 20 và hệ số tự do C bằng 0. Tiếp theo, bài số 2 trang 43, xác định parabol y bằng ax bình phương cộng bx cộng 4. Trong mỗi trường hợp sau, a nhỏ y qua điểm M có tọa độ 1, 12 và điểm N có tọa độ trừ 3, 4. B nhỏ, parabol có đỉnh y có tọa độ là trừ 3, trừ 5. Cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 2 như sau. Ở ý thứ nhất, parabol y bằng ax bình phương cộng bx cộng 4. Để xác định được parabol này thì chúng ta sẽ đi tìm hai hệ số A và B với giả thiết là parabol đi qua điểm M có tọa độ 1, 12 và điểm N có tọa độ trừ 3, 4. Thì ta có, vì M đi qua điểm, xin lỗi, parabol đi qua điểm M có tọa độ 1, 12 nên ta thay x bằng 1 và y bằng 12 vào hàm số thì ta sẽ được 12 bằng A cộng B cộng 4 tương đương với A bằng 8 trừ B. Tôi gọi đây là đẳng thức số 1. Parabol đã cho đi qua điểm N có tọa độ trừ 3, 4 thì ta sẽ thay x bằng trừ 3, y bằng 4 vào hàm số. Ta sẽ được đẳng thức thứ hai là 3a trừ b bằng 0. Sau đó ta sẽ thay 1 vào 2 thì ta được 3 nhân với 8 trừ b, tất cả trừ b bằng 0 dẫn tới b bằng 6. Tiếp theo ta sẽ thay b vào 1 thì ta được a bằng 8 trừ b, tức là 8 trừ 6 bằng 2. Thay a, b vào parabol thì ta được parabol cần tìm chính là y bằng 2x bình phương cộng 6x cộng 4. B, parabol có đỉnh y có tọa độ trừ 3, trừ 5. Để xác định được hệ số A và hệ số B thì chúng ta biết rằng hoành độ của đỉnh chính là trừ B trên 2A thay bằng trừ 3. Vì đỉnh của parabol tức là cũng là một điểm thuộc parabol nên tọa độ của điểm đó cũng sẽ thuộc vào đổi hàm số. Cho nên ta ở đâu có x chúng ta sẽ thay bằng trừ 3 và ở đâu có y chúng ta sẽ thay bằng trừ 5. Khi đó ta có a nhân với trừ 3 tất cả bình phương cộng b nhân với trừ 3 cộng 4 và bằng trừ 5. Tôi sẽ giải hệ phương trình này và bằng cách là thay b bằng 6a vào 4, ta được 9a trừ a nhân với trừ 3 nhân với 6a cộng 4 bằng trừ 5 tương đương với a bằng 1. Suy ra b bằng 6. Vậy parabol cần tìm chính là y bằng x bình phương cộng 6x cộng 4. Bài số 3, trang 43. Vẽ đồ thị của hàm số a nhỏ
y bằng 2x bình trừ 6x cộng 4. Bên nhỏ y bằng trừ 3x bình phương trừ 6x trừ 3. Chúng ta đã biết các bước để vẽ đồ thị hàm số. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cụ thể như sau. Ý A, với y bằng 2x bình phương trừ 6x cộng 4, ta thấy hệ số A bằng 2, hệ số B bằng trừ 6, hệ số C bằng 4, ta tính được delta bằng 4. Vậy khi đó tọa độ của đỉnh là đỉnh Y có tọa độ 32 trừ 12. Trục đối xứng chính là đường thẳng X bằng 32. Giao của parabol với trục tung là đỉnh A có tọa độ 0, 4. Giao của parabol với trục hoành là đỉnh B có tọa độ 1, 0 và đỉnh C có tọa độ 2, 0. Điểm đối xứng với điểm A có tọa độ 0, 4 qua trục đối xứng là điểm D có tọa độ 3, 4. Ta thấy do A lớn hơn 0 nên đồ thị hướng về ngõ bên trên. Ta sẽ vẽ đường cong đi qua các điểm vừa xác định thì ta suy ra được đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương trừ 4x cộng 4 như ở trên màn hình các em theo dõi. Đây chính là tọa độ của đỉnh và đường màu xanh chính là trục đối xứng x bằng 3/2. Đồ thị hàm số là một parabol hướng bề lõm lên phía trên đi qua các điểm A, B, C, D. Mời các em theo dõi hình ở trên màn hình. Tiếp theo ý B, với y bằng trừ 3x bình phương trừ 6x trừ 3, ta có A bằng trừ 3, B bằng trừ 6, C bằng trừ 3. Tương ứng ta tính được delta bằng 0. Như vậy suy ra tọa độ của đỉnh Y sẽ là trừ 1, 0. Trục đối xứng là đường thẳng x bằng trừ 1. Giao điểm của parabol với trục tung là điểm có tọa độ 0, trừ 3. Giao điểm của parabol với trục hoành chính là đỉnh Y. Điểm đối xứng của A có tọa độ 0, trừ 3 qua trục đối xứng x bằng trừ 1 là điểm B có tọa độ trừ 2, trừ 3. Do hệ số A nhỏ hơn 0 nên bề lõm của đồ thị hướng xuống dưới. Và sau đây là hình ảnh của đồ thị hàm số y bằng trừ 3x bình phương trừ 6x trừ 3. Ta thấy parabol hướng bề lõm xuống dưới với đỉnh Y và trục đối xứng chính là đường màu xanh x bằng trừ 1. Đồ thị hàm số đi qua các điểm A, Y và B. Bài 4 trang 43, cho đồ thị hàm số bậc 2 ở hình 15. Các em theo dõi vào parabol là đường màu tím ở trên màn hình. Với 3 câu hỏi như sau. Xác định trục đối xứng tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số. Xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số. Và tìm công thức xác định hàm số. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. Quan sát đồ thị của hàm số ở hình 15 thì ta thấy trục đối xứng của hàm số chính là đường thẳng x bằng 2. Tọa độ đỉnh Y chính là điểm có tọa độ 2 trừ 1. Ta thấy đồ thị hàm số đi xuống trên khoảng từ trừ vô cực đến 2 nên hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cực đến 2. Đồ thị hàm số đi lên trong khoảng từ 2 đến dương vô cùng nên hàm số sẽ đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cực. C nhỏ, giả sử hàm số cần tìm sẽ có dạng là y bằng ax bình phương cộng bx cộng c, trong đó hệ số a khác 0. Đồ thị hàm số sẽ cắt trục tung tại điểm 0, 3 nên ta thay vào hàm số ở đâu có x ta thay bằng số 0, ở đâu y chúng ta thay bằng số 3 nên ta sẽ có 3 bằng 0 cộng 0 cộng c dẫn tới c bằng 3. Khi đó hàm số sẽ có dạng là y bằng ax bình phương cộng bx cộng 3. Ta chỉ cần xác định hệ số a và hệ số b khi đó ta sẽ tìm được hàm số. Ta biết thêm giả thiết đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ 1, 0 và 3, 0. Cho nên ta sẽ thay tọa độ của hai điểm này vào đồ thị hàm số. Ở đâu có x ta thay bằng 1, y ta thay bằng 0, ta sẽ có a cộng b cộng 3 bằng 0. Tương ứng như thế, ở đâu có x bằng 3, x ta thay bằng 3, y ta thay bằng 0 thì ta được phương trình số 2, 9a cộng 3b cộng 3 bằng 0.
Giải hệ phương trình này, ta sẽ tìm được A bằng 1 và B bằng trừ 4. Khi đó, thì hàm số cần tìm chính là y bằng x bình phương trừ 4x cộng 3. Bài 5 trang 43. Nêu khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của mỗi hàm số sau. A nhỏ y bằng 5x bình phương cộng 4x trừ 1. B nhỏ y bằng 2x bình phương cộng 8x cộng 6. Cô hướng dẫn các em trả lời như sau. A nhỏ y bằng 5x bình phương cộng 4x trừ 1. Ta nhận thấy A lớn hơn bằng 5 lớn hơn 0, B bằng 4. Khi đó, trừ B trên 2A sẽ bằng trừ 2 phần 5. Như vậy, hàm số đã cho sẽ nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cực đến trừ 2 phần 5 và đồng biến trên khoảng từ trừ 2 phần 5 đến dương vô cực. Tương tự như vậy, với hàm số y bằng trừ 2x bình phương cộng 8x cộng 6, ta có A bằng trừ 2 nhỏ hơn 0, hệ số B bằng 8. Vậy trừ B trên 2A bằng dương 2. Ta xác định được hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cực đến 2 và nghịch biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cực. Bài số 6 trang 43. Khi du lịch đến thành phố St. Louis của Mỹ, ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bể lõm xuống dưới, đó là cổng áp. Giả sử ta lập một hệ tọa độ OXY sao cho một chân cổng đi qua gốc O như hình 16, X và Y tính bằng mét. Chân kia của cổng có vị trí tọa độ là 162, 0. Biết một điểm M trên cổng có tọa độ là 10, 43. Hãy tính chiều cao của cổng, tức là tính từ điểm cao nhất trên cổng xuống đến mặt đất, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Đây chính là hình ảnh của cổng áp tại thành phố St. Louis của Mỹ. Và đây là đồ thị được mô tả chiếc cổng bằng hình vẽ parabol trên mặt phẳng tọa độ OXY như các em theo dõi. Cô sẽ hướng dẫn các em giải bài toán này như sau. Cổng áp có dạng hình parabol. Theo đề bài, parabol này đi qua khúc tọa độ O có tọa độ là 0, 0. Điểm M có tọa độ 10, 43 và điểm có tọa độ là 162, 0. Giả sử hàm số có dạng y bằng ax bình phương cộng bx cộng c. A nhỏ hơn 0, do đó parabol quay bể lõm hướng xuống dưới. Do parabol đi qua gốc tọa độ O có tọa độ là 0, 0, nên ta có 0 bằng A nhân với 0 bình phương cộng B nhân với 0 cộng C, tương đương với C bằng 0. Vậy ta có hàm số y bằng ax bình phương cộng bx. Ta chỉ cần xác định hai hệ số A và B nữa là xong. Ta dựa vào giả thiết parabol đi qua điểm M có tọa độ 10, 43 và điểm có tọa độ 162, 0. Khi đó ta sẽ có hệ 10 bình phương nhân với A cộng 10 nhân với B bằng 43. Phương trình số 2, 162 bình phương nhân với A cộng 162 nhân với B bằng 0. Dẫn tới ta có hệ như sau, 100A cộng 10B bằng 43. 26.244A cộng 162B bằng 0. Giải hệ hai phương trình hai ẩn này, ta sẽ tìm được A bằng trừ 43 phần 1.520 và B bằng 3.483 trên 760. Do đó, hàm số y bằng trừ 43 trên 1.520x bình cộng 3.483 trên 760x. Vì parabol hướng bể lõm xuống dưới, nên điểm cao nhất chính là đỉnh của parabol. Khi đó, chiều cao của cổng chính là tung độ của parabol. Ta có delta được tính bằng công thức B bình phương trừ 4AC, tức là bằng 3.483 trên 760 tất cả bình phương trừ đi 0 và bằng 3.483 trên 760 tất cả bình. Tung độ của đỉnh chính là trừ delta trên 4A, ta tính được bằng 186. Như vậy, chiều cao của cổng chính là khoảng 186m. Đến đây, cô đã trình bày xong phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi ở phần hoạt động và bài tập
của bài số 2/3. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.